Kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Cảm ơn quý vị đã đến tham gia với tôi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay nó không có sôi động như hôm qua, cho nên tôi soạn những cái đề tài sẵn sáng nay để mà gửi đến quý vị. Nhất là chúng ta sẽ nói về cái vụ án này, nó mang cái ý nghĩa gì và nó ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử đó, thưa quý vị. Thì tôi xin trước trước nhất để mà đi vào cái chương trình hôm nay thì có một cái tin rất là vui, đó là ông chủ tịch hạ viện đã đồng ý đưa ra vấn đề viện trợ cho Ukraine đó quý vị. Thì Mike Johnson đã quyết định làm chuyện này. Tuy nhiên ông ta chia nó làm ba cái gói khác nhau: một gói cho Ukraine, một gói cho Do Thái và một gói cho Đài Loan. Và ông nói nếu mà ba cái được thông qua thì ông ta sẽ hợp lại chung một cái và gửi lên Thượng viện. Và điều này đã bị phản đối bởi Marjorie Taylor Greene. Và cũng có thêm một người nữa của đảng Cộng Hòa quá khích cũng phẫn nộ, và ông ta đã đồng ý với Marjorie Taylor Greene là sẽ đưa ông Mike Johnson ra để mà trút về. Đó là cái tin mới nhất của việc. Cái tin này nó rất là quan trọng, cho nên có thể tối nay khi tôi đi làm về mà nó có những cái biến chuyển mới thì tôi sẽ gửi đến quý vị, cập nhật cho quý vị. Và bây giờ thì chúng ta đi vào cái đề tài ngày hôm nay, thưa quý vị. Như tôi nói đó, ngày hôm nay nó không có gì là hấp dẫn cả. Cho nên tôi đưa đến quý vị hai cái đề tài nó quan trọng, đó là cái vụ án dùng tiền bịt miệng Stormy Daniels, chủ đề chính mà được bàn thảo nhiều nhất là về cái cuộc sống tình dục của Dahlia. Nhưng mà nó không phải là cái điều, bởi vì nó phải bàn cãi nhiều về vấn đề này đối với quý vị. Đó là vấn đề dùng tiền bịt miệng liên hệ tới vấn đề sex. Và tôi sẽ đưa quý vị đến cái kết luận là nó sẽ khơi lại những cái điều xấu xa của năm 2019, lúc mà cử tri và đảng Cộng Hòa rất là phẫn nộ khi hay được cái tin dùng Trump dùng tiền bịt miệng. Và cái phần cuối cùng, tôi sẽ kết luận với quý vị. Vâng, cuộc sống tình dục của đo lừa sẽ được trình bày, nhưng mà cái hậu quả của nó, cái kết quả của nó vẫn là Trump sẽ bị thất bại, bởi vì đây là một vụ án về tình dục, nhưng mà dùng cái sự tình dục, cái sự bê bối của mình để che đậy một cái khoản tiền mà trong đó ông ta dùng bỏ ra để mà được thắng cử năm 2016. Và bây giờ thì để bước vào thứ nhất, trước khi mà gửi đến những cái tin tức mới đó quý vị, thì tôi xin cho một số khán thính giả thắc mắc là cái vụ án này nó sẽ diễn biến như thế nào, ai sẽ là người nói trước, ai sẽ là người tức là những cái thứ tự của nó xảy ra như thế nào. Thì để mà trả lời câu hỏi đó đó quý vị, thì tôi tìm được một cái, nó gọi là những cái bước tiến của cái vụ án này, những giai đoạn theo thứ tự mà tôi xin gửi đến quý vị. Đây, cái phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa của ông Trump nói riêng, thì đây là những cái thứ tự. Thứ nhất là chúng ta thấy cái giai đoạn thứ nhất là gọi tụ họp bồi thẩm viên, tụ họp bồi thẩm đoàn. Và bây giờ chúng ta đang ở cái giai đoạn thứ hai, đó tiếng Pháp nó gọi là voir dire, có nghĩa là những người đây, có nghĩa là những người mà tương lai sẽ là bồi thẩm đoàn, nằm trong bồi thẩm đoàn sẽ được phỏng vấn. Đó là cái bước thứ hai. Và sau đó khi mà họ đã lựa chọn rồi thì là họ bắt đầu tuyên thệ, và sau đó hai bên luật sư
sẽ mở mở lời. Và đến thứ năm là lúc đó là bên công tố viên bắt đầu chứng minh Trump là người có tội, và bên luật sư của ông Trump là biện hộ chống lại. Và ở giai đoạn thứ bảy thì lúc đó công tố viên trở lại để mà chống lại bên của bị cáo. Và cuối cùng hai bên sẽ có những lời nói cuối cùng với bồi thẩm đoàn. Và điểm thứ chín là lúc đó thì bồi thẩm đoàn sẽ nhận được những cái lời hướng dẫn của ông Juan Merchant. Và từ đó họ sẽ vào trong một cái phòng họp với nhau và bắt đầu gọi là tranh luận. Người nào nghĩ ông Trump có tội, người nào nghĩ ông Trump vô tội. Nếu mà tất cả đều nghĩ là ông Trump có tội thì xong liền quý vị. Nhưng mà sẽ có những người trong đó sẽ nói ông Trump không có tội. Thì lúc đó họ mới tranh luận với nhau, họ bàn cãi với nhau, họ hướng dẫn với nhau và họ có câu hỏi gì thì họ sẽ đặt câu hỏi đối với lại ông Juan Merchant. Một ngày không kết thúc, 2 ngày không kết thúc, cho đến khi mà cuối cùng cái thí dụ có một người mà họ không quyết định được hay là không nói ông Trump vô tội thì cái phiên tòa coi như là giải tán. Thì đó là còn nếu mà quý vị giai đoạn thứ 11 đó, tức là cái giai đoạn sau khi mà họ đã bàn thảo rồi, tranh luận rồi thì họ đưa ra cái kết tội, cái verdict, không phải là cái kết tội mà là cái bản tuyên bố của họ, hoặc là có tội hay là không có tội, hai là ba là mistrial vân vân. Thì cuối cùng là nếu mà họ cho rằng họ kết tội ông Trump thì lúc đó ông thẩm phán Merchant sẽ là người tuyên bố cái bản án. Đó là 12 giai đoạn mà quý vị sẽ trải qua trong cái phiên tòa này. Nó cũng đơn giản quý vị, không có gì để mà khó nhớ cả. Đó, tức là chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai thôi. Và giai đoạn thứ hai này nó kéo dài cũng khá lâu. Và bây giờ chúng ta đi vào cái chương trình live nha quý vị, để tôi xem thử coi rằng cái vụ án này nó đang đến đâu quý vị. Thì tôi đang theo dõi tới 5-6 tờ báo nha quý vị, nhưng mà tờ mà có vẻ nhanh chóng nhất là tờ tờ báo của New York Times và CNN. Và bây giờ thì tôi tức sáng nay nói xuống chung chung đó là sáng nay thưa vị, bồi thẩm đoàn bước vào, hai bên không nói gì hết ngoại trừ là bên công tố viên đã chính thức đưa ra một cái bản yêu cầu ông Merchant phạt ông Trump 3.000 đô cho 3 lần mà ông ta đã post trên True Social về bà Stormy Daniels và ông Michael Cohen. Chính thức hôm qua là chỉ nói miệng thôi, bây giờ họ yêu cầu chính thức. Đó là cái điều duy nhất xảy ra thôi quý vị. Còn ngoài ra thì từ người này đến người đó chưa có người nào được chấp nhận cả quý vị. Bởi vì có người thì nói rằng tôi chẳng hạn như là đã theo dõi ông Trump ở trên cái mạng social của quý vị. Rồi có người thì nói rằng là tôi có thể là không có quyết định được trong cái vụ này. Đúng quý vị. Cho nên chưa có người nào đã được, 5 người đã hỏi rồi đâu quý vị. Nhưng mà chưa có người nào được đi vào chung kết cả. Và nếu như vậy đó thì phải mời tiếp tục như vậy, kéo thêm người vô, 500 người đã giải tán, bây giờ còn lại hình như nếu tôi nhớ không lầm khoảng 200 người hay là 900 người gì đó. Bây giờ phỏng vấn 100 người này ghi xuống, xong rồi nếu mà cuối cùng đó người nào mà họ không giải tán đó, thì họ sẽ ghi xuống, họ tiếp tục điều tra và phỏng vấn thêm. Còn nếu không á, mà không được á, trong cái nhóm còn lại thì phải kiếm kêu thêm người vô chuẩn bị sẵn quý vị.
Cho nên nó kéo dài 2 tuần, có thể nó là như vậy. Và bây giờ chúng ta và có một thêm một người được phỏng vấn để trở thành bồi thẩm viên thì nói rằng là bà ta sẽ là thiên vị, cho nên chắc chắn là không được. Một người khác thì tôi không làm bồi thẩm viên được, bởi vì cái sự gọi là xung đột trong cái thời khóa biểu của tôi. Thì người khác thì đã bị nói rằng là tôi sẽ rất là bị stress khi mà tôi tham gia cái phiên tòa này. Và đối với vị, và đặc biệt ông Trump thì như thế nào? Ông Trump thì ngồi 42 cái câu hỏi, mà trong khi ông ta đọc như vậy thì luật sư và ông Merchant phỏng vấn những công tố viên tương lai, xin lỗi, những bồi thẩm đoàn tương lai. Và rồi thì ông Trump cũng như hôm qua, lần này thì ông nhắm mắt lại, nhưng mà người ta không biết ông ngủ hay là ông chỉ nhắm mắt để mà nghỉ ngơi, cái đó không biết được. Thì bây giờ, đến bây giờ, thưa quý vị, đã có 7 bồi trong số 10 người mà được kêu lên, thì 7 người đã được thả về nhà. Chỉ có 3 người giữ lại đó để mà tiếp tục phỏng vấn. Và bây giờ họ vẫn tiếp tục. Thì như tôi nói, cái câu chuyện này ngày hôm nay nó không có hấp dẫn lắm, cho nên tôi soạn một cái đề tài rất là hay để gửi đến quý vị trong thời gian chờ đợi những cái tin tức mới. Thì quý vị thấy đề tài của tôi rõ ràng ngày hôm nay tôi nói là cái vấn đề mà nó nổi bật, quý vị. Mặc dù nó không phải là những cái gì mà công tố viên muốn thực hiện, đó là ông Trump làm hồ sơ giả để mà thắng được cái cuộc bầu cử năm 2016. Đó là cái mục đích chính. Nhưng mà nó liên hệ đến cuộc sống tình dục của ông Trump. Cho nên ra trong phiên tòa thì quý vị thấy rõ ràng sẽ được đề cập đến. Và nói như vậy là để quý vị thấy rằng đây, trở lại gửi đến quý vị cái bản đồ của ông Alvin Bragg. Ông sẽ trình bày cái bản đồ này mà tôi có gửi đến quý vị trong chương trình vừa rồi. Ông sẽ mở đầu cái phiên tòa bằng cách đưa ra những cái cuộc gặp gỡ năm 2015 ở Trump Tower để bàn về ba vấn đề. Ba vấn đề này nó liên hệ đến cuộc sống tình dục của Trump trong lúc bà Melania đang thụ thai và cũng như sau khi bà sinh con. Đó, quý vị. Thứ về thứ nhất là vụ một người gác cổng đã nhận được 30.000 từ National Enquirer để mà che đậy vấn đề ông này sẽ tuyên bố rằng Trump đã có con riêng với một người quét dọn. Và ông David Pecker, chủ nhiệm của tờ báo National Enquirer, đã xác nhận rằng ông ta đã trả 30.000 đô la để lấy cái câu chuyện này. Và nằm trong cái chiến thuật mà quý vị nhìn ở trên cao màn ảnh đó, catch and kill. Tất cả cái này là đều nằm trong cái chiến thuật đó. Cái vấn đề này đó, ông Pecker, ông cũng đã xác nhận rằng nó dùng để mà tránh không xảy ra tai hại cho Trump trong cái cuộc vận động tranh cử. Nhưng mà cái vấn đề này nó xảy ra trước khi cái Access Hollywood, cái tape đó, quý vị. Và một cái sai lầm của ông
Packer là ông ta đã trả số tiền này mà không có điều tra kỹ càng là chuyện này có thật hay không có thật. Cho đến khi cái người đàn bà mà bị đưa ra, bị nói đến, xác nhận rằng bà ta không có con với ông Trump. Cho nên David Packer đã bị hố. Nhưng mà cái chuyện ông ta dùng tiền để mà bịt miệng là có thật. Và nó cũng liên hệ đến vấn đề tình dục của ông Trump. Và cái người thứ hai rất là quan trọng. Đây thật sự là một vấn đề tình dục. Đây không phải là một đêm, một cái là one nighter, mà là một cái cuộc tình cảm nó kéo dài 10 tháng trời, trong lúc bà Melania Trump mang thai và sau khi có con. Tuy nhiên, vấn đề này hôm qua quý vị biết ông Merchant không cho, xin lỗi, vâng, ông Merchant không cho phép đưa ra. Nhưng mà đây cũng là một cái hoạt động gọi là catch and kill, cũng của chính ông David Packer đã trao cái số tiền 150.000. Và khi mà Michael Cohen cần trả số tiền này lại thì gọi điện thoại cho ông Trump. Thì ông Trump yêu cầu trả bằng tiền mặt, nhưng mà Michael Cohen nói trả tiền mặt mà nó bể ra là chết, bởi vì tiền mặt mà trả 150.000 là có một cái hành động tội lỗi quý vị. Và may mắn là không trả tiền mặt. Trả tiền mặt ngày hôm nay thì nói thật quý vị khỏi cần phải có nhân chứng nữa. Và thưa quý vị, ông David Packer lấy cái câu chuyện này, thường lấy câu chuyện là để đăng lên tờ báo, nhưng mà lấy câu chuyện này để mà kêu nó, để mà viết cái câu chuyện đó. Nhưng mà tóm lại là gì vậy? Cũng vấn đề tình dục của ông Trump. Và một điều rất là quan trọng là David Packer đã xác nhận rằng đúng, chúng tôi làm việc này theo cái kế hoạch catch and kill. Đó, quý vị. Và cuối cùng quý vị biết ông Cohen họp với lại ông Weisenberg để tìm cái cách trả tiền cho ông David Packer, nhưng mà ông David Packer cuối cùng đã không nhận cái số tiền còn lại sau khi mà nói chuyện với luật sư, bởi vì nó có thể gây ra những phức tạp cho ông ta, tức là ông ta nhận tiền này tiền nọ, và nó dẫn đến cái lý do kế tiếp là tại sao khi mà McDaniels liên lạc với ông ta để đưa câu chuyện thì ông ta không nhận được. Bởi vì ông ta đã xài 150 ngàn mà không lấy lại được. Bởi vì lấy lại thì rõ ràng là ông ta đang có một cái âm mưu để mà che đậy với ông Trump, cho ông Trump. Nhưng mà khi mà ông ra để mà làm nhân chứng quý vị, thì ông Alvin Bragg nói ok, ông cứ khai hết đi, tôi sẽ không buộc ông bất cứ cái tội gì. Cho nên chúng ta mới biết được rõ ràng cái câu chuyện nó như thế nào. Cho nên chúng ta mới nghe được cái audio mà ông Trump đòi trả tiền mặt, thì cô Hình nói no 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 no. Đâu quý vị? Thì nó là vấn đề. Những đề tài này sẽ được thảo luận trong phiên tòa. Và hàng triệu triệu người Mỹ đương nhiên không thấy được, không nghe được, nhưng mà đọc được quý vị. Tất cả những tờ báo trên nước Mỹ đều đăng cái vấn đề tình dục. Nhưng mà Stormy Daniels thì tôi khỏi nói, quý vị cũng đã biết hết câu chuyện rồi đó. Cho nên tôi xin lướt qua, chỉ nhắc lại quý vị, Stormy Daniels không phải là một người đàn bà. Cả hai người cũng phải là một người đàn bà mà chúng ta gọi là đứng đắn. Nhất là đối với người Việt chúng ta, đúng không? Chúng ta thường nói là công dung ngôn hạnh. Đúng không quý vị? Cho nên, hai người này, nó đưa ra cái xấu xa của Trump. Chẳng có người đàn bà nào tốt đẹp cả. Đúng không quý vị? Nhưng mà một cái vấn đề
và quan trọng nhất, bây giờ tôi xin hỏi với vị, đó là vấn đề gì? Cái gì mà nó quan trọng nhất? Tôi đưa ra Stormy Daniels tôi nói vấn đề tình dục nha quý vị, chứ tôi không nói vấn đề nhân chứng ở đây. Hai người đó khi mà ra tòa thì sẽ đề cập đến cuộc sống sex life của ông Trump. Còn một cái vấn đề mà quan trọng hơn nữa, đó là gì quý vị, mà ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, quý vị có thể cho tôi biết không ạ? Tôi đang chờ quý vị đó. Mà quý vị theo dõi đi, quý vị phải biết câu trả lời này nha. Đó quý vị. Không thấy quý vị nhúc nhích, chắc là mọi người đang lắng nghe hay là đang ngủ, tôi không biết nữa. Đừng có giống ông Trump nha. Nhưng mà để tôi nói vị nghe. Cái cuốn băng mà ông Trump tuyên bố rằng ông được thu hút bởi bất cứ người đàn bà nào đẹp. Người đàn bà nào đẹp là ông chỉ muốn nhảy vô hôn đại. Rồi ông bị thu hút như là một cái nam châm. Và không thể chờ đợi được. Và khi mà mình là một ngôi sao, mình là một người nổi tiếng, thì mình có thể làm điều đó. Làm có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả vấn đề mà rờ mỏ vào cái âm hộ của người đàn bà, có thể làm bất cứ điều gì. Tôi lặp lại nguyên văn ông nói đó quý vị. Thì trong cái phiên tòa này, mặc dù hôm qua ông Merchant không cho phép đưa cái bản gốc của cái video, nhưng mà nó là một cái bằng chứng có thật mà công tố viên sẽ lặp lại y chang những gì tôi vừa đọc cho quý vị. Là thưa quý vị, bởi vì cái audio này nó là cái nguyên nhân đưa đến cái sự bịt miệng Stormy Daniels. Hai người trước đây là ông gác cổng và bà McDougal, nó xảy ra trước khi đó. Cái vụ này nó xảy ra sau khi, nó mới dẫn đến vấn đề trả tiền và sửa đổi sổ sách quý vị. Thay vì nói tiền trả cho Stormy Daniels thì lại nói là tiền trả cho vấn đề pháp lý, những gì mà ông Michael Cohen đã làm việc cho ông Trump liên hệ đến pháp lý. Đây là cái vấn đề chính, nó là vấn đề tục tiểu vậy, vấn đề tục tiểu mà ông Trump phải đối diện trong cái phiên tòa. Và tôi xin ngừng ở đây để tôi gửi đến vị cái phần 2. Phần 2 nó cái điều tôi nói này, Access Hollywood, Stormy Daniels và McDougal và người gác cổng, gác cửa, nó liên hệ đến cái điều kế tiếp mà tôi muốn gửi đến quý vị. Nhưng mà trước khi đi vào điều đó thì tôi xin kiểm soát thử coi có những cái tin tức gì mới không nha quý vị. Đây, để coi thử rồi. À, bây giờ thì sau khi mà đã có 7 người đã bị loại rồi thì người thứ 8 thì ông ta nói ông ta đã đọc một cuốn sách của ông Trump, đó là Art of the Deal, đó là nghệ thuật thương lượng. À, và ông ta coi như là sẽ bị loại.
Một người kế tiếp nữa đó quý vị, là ông ta đã sống trong một cái khu vực xin lỗi, nó gọi là Lower East Side, hơn 40 năm. Và ông ta nói rằng ông ta nói là ông ta là người đã phục vụ trong cộng đồng, ông ta cũng Google, ông ta cũng lên Twitter, ông ta cũng còn coi YouTube, và không biết kết quả thì như thế nào. Một người có thể là bồi thẩm viên kế tiếp là một người đàn bà lớn tuổi, tóc bạc. Bà nói bà rất là vui vẻ về hưu. Bà nói rằng bà thích xem phim, thích nhạc. Và bà trở nên một người pro-choice. Chắc là bị loại rồi quý vị. Một người pro-choice. Rồi một người khác thì hỏi rằng là nếu mà tôi đi tham dự một cái đám cưới vào tháng 9 thì nó có thể là một vấn đề không? Ông trên ông trả lời mắc buồn cười lắm quý vị. Ông nói ô, nếu mà chúng ta còn ở đây tới tháng 9 á thì thật sự nó có vấn đề đó. Cũng tiếu lâm đúng không quý vị? Seat number one is being refilled. Ok, này không phải. Vâng, thì đó là những cái tin tức cập nhật mới nhất. Tôi nói quý vị biết, tôi biết ngày hôm nay nó rất là buồn ngủ đúng không? Thế mà tôi ngồi đây tôi cứ nói người thứ nhất, người thứ nhì, người thứ ba là quý vị sẽ đi ngủ ngay lập tức. Cho nên tôi soạn một cái đề tài khá hay để gửi đến quý vị. Bây giờ tôi chuyển tiếp vào quý vị. Cái đề tài kế tiếp. Như chúng ta đều biết trước đây thì khi mà nói đến cái vụ án này thì chúng ta không nghĩ rằng nó quan trọng đúng không quý vị? Chúng ta không nghĩ rằng ồ cái vụ án này nó sẽ gây thiệt hại cho ông Trump, mà ngược lại sau khi vụ án này đưa ra thì ông Trump ông quyên tiền rất là nhiều quý vị, nhiều lần thứ hai so với sau khi mà ông thất cử, ông tuyên bố là cuộc bầu cử gian lận. Ít ai để ý đến cái vụ án dùng tiền bịt miệng ở Manhattan. Bởi vì sao? Vì rất là đơn giản. Bởi vì những cái việc làm của ông ta nó tày trời ở Washington DC khi mà ông ta kêu gọi một cuộc bạo loạn. Cái vụ ông ta làm tày trời ở Georgia khi mà cả một cái gọi là đại cử tri giả được chuẩn bị xâm nhập vô thùng phiếu, gọi là lấy tin tức, một cái hệ thống mà để mà mở cửa chìa khóa để mà bước vào trong cái phòng đổ phiếu để mà người ta xâm phạm vào trong những cái máy đó, làm sao mà quan trọng bằng những cái tài liệu mật nằm trong cầu tiêu bị thất thoát và nhất là không nhất định không chịu trả lại. Cho nên chúng ta coi rằng cái vụ án này chắc không có gì đâu. Nhưng thưa quý vị, sở dĩ tôi đưa đến quý vị, nhắc lại quý vị cái đề tài này nhiều lần quý vị nghe riết quý vị cũng thuộc lòng luôn đúng không? Bởi vì nó có một cái yếu tố rất rất là quan trọng. Đây tôi xin gửi đến quý vị. Sau khi mà cái vụ bịt miệng được đưa ra bởi tờ Wall Street Journal vào tháng 1 năm 2018. Nó tùng tùng đùng đùng nổi lên quý vị. Và đây quý vị xem cái hình ảnh này. Tôi gửi đến quý vị cái hình ảnh này. Lúc đầu quý vị, nó phải nói rằng á, khi mà tin tức về McDougal, Stormy Daniels đưa ra hồi tháng 1.
đã bắt đầu có những cuộc tranh cãi. Và điều đó nó dẫn đến một cái sự thăm dò dư luận của Gallup poll. Đây quý vị. Và quý vị phải chăm chú nhìn vào màn hình thì sẽ hiểu rõ những gì tôi muốn nói ở đây. Vào đó, vào lúc đó, năm 2017 là cái vụ điều tra về sự xâm phạm bầu cử của Nga là đứng đầu. Nhưng mà quý vị biết đa số... À, ở đây tôi xin giải thích trước để trước khi chúng ta đi đi vào đề tài. Illegal có nghĩa là bất hợp pháp, có nghĩa là tội phạm quý vị. Và màu vàng nó là unethical, có nghĩa là vô đạo đức. Và màu xanh có nghĩa là không gì sai hết. Chúng ta hiểu rõ ba cái màu đó. Nó tượng trưng cho một cái là bất hợp pháp, vi phạm luật pháp. Màu vàng là thiếu vô đạo đức. Màu xanh là không có gì sai hết. Thì quý vị thấy là cái vấn đề Nga đó, thì lúc đầu á, thì cái người mà nói rằng ông ta vi phạm đó, từ từ quý vị thấy không? Nó bắt đầu lên đến 40%. Nhưng mà rồi sau khi đó Trump được coi như là không phải là tha tội, không phải là trắng án, không phải là vậy, nhưng mà không có đủ bằng chứng. Cho nên nó giảm xuống quý vị. Rồi nó tăng lên, rồi nó giảm xuống. À, bây giờ nói sơ sơ vậy để quý vị hiểu. Đây là những cái vụ mà quan trọng nhất quý vị. Bây giờ thì chúng ta bước vào cái mà tôi muốn gửi đến quý vị. Đó là cái vấn đề bịt miệng. Như tôi nói đó, vấn đề bịt miệng, dùng tiền bịt miệng này, nó được phong phanh ra vào tháng 1 năm 2018, được bàn cãi sôi nổi. Thì tháng 8 năm 2018 thì có 31% cho rằng ông Trump đã vi phạm luật pháp. 37% cho rằng ông Trump là người vô đạo đức. Chỉ có 23% cho là không có gì sai cả. Thì việc đa số là phụ nữ. Ngoại trừ những người phụ nữ MAGA Vietnamese nha quý vị. Từ đó là điều làm tôi nhức nhối. Nhưng mà quý vị thấy từ tháng 8 tới tháng 12 nó có một sự thay đổi rất là lớn quý vị. Rất là lớn. Từ 38%, 4 tháng sau khi mà vụ này nó phanh phui ra, 38% nói rằng ông Trump phạm luật. Sau cái cuộc điều trần của Michael Cohen, 40% nói ông Trump là người vô đạo đức, quý vị. 4 tháng sau. Và quý vị phải hiểu một điều ở đây là người ta đã quên đi rồi. Dĩ vãng giờ đã xa rồi, đúng không quý vị? Mà bây giờ cái vụ án này nó sẽ được nhắc lại. Và nó nhắc lại một cái chi tiết như quý vị. Tôi hỏi thật quý vị, nếu quý vị không vào đây nghe tôi kể tới kể lui, kể tới kể lui, quý vị có nhớ câu chuyện này hay không? Chắc chắn là không. Bởi vì tôi là người đã chia sẻ rất là nhiều năm 2018 mà tôi còn không nhớ rõ ràng như vậy thế nào. Và bây giờ thưa quý vị, nó sẽ được khơi lại mỗi ngày trong cái phiên tòa. Quý vị cộng lại tới 38 mà cộng cho 40 á, tức là 78%. Trong đó có Cộng hòa, Dân chủ, Phụ nữ, đàn ông vân vân. 78% cho rằng Trump là sai. Quý vị cộng lại, chẳng hạn như vấn đề Russia, nó chỉ có 68-9% nè, quý vị, cho là ông Trump sai. Vấn đề Ukraine nó chỉ có 67% cho là ông Trump sai. Chỉ có một vấn đề, đó quý vị,
mà họ cho rằng ông Trump sai nhiều hơn là vấn đề hush money, đó là vấn đề lật ngược của bầu cử. Đó quý vị. Nó vượt cả vấn đề Mar-a-Lago. Mar-a-Lago quý vị thấy chỉ có 65% thôi. Bây giờ sẽ được nhắc lại chi tiết. Và quý khán thính giả trước đây tôi tin chắc rằng quý vị cũng không có để ý nhiều, không nhớ kỹ cái chi tiết này như thế nào. Bây giờ thì quý vị không những chỉ biết chi tiết mà những cái gì trong quá khứ nó sẽ gợi lại cho cử tri người Mỹ quý vị. Quý vị theo cái vụ luận tội của ông Trump chỉ có 65 người cho rằng ông Trump sai 65% quý vị. Trong khi đó bịt miệng tới 78%. Cho nên trước đây tôi thường hay nói đối với vị rằng cái vụ án này nó rất là ảnh hưởng đến cái cuộc tranh cử của Trump. Không phải là Trump phải ngồi đó hàng ngày, bởi vì cái hình ảnh Trump ngồi đó hàng ngày người ta đâu có thấy được như là chúng ta mong đợi ở Atlanta, Georgia. Nhưng mà nó sẽ nhắc rõ và quý vị sẽ hiểu hơn và quý vị sẽ nói nhiều hơn, huống chi là người Mỹ quý vị, nhất là phụ nữ người Mỹ. Và nó không chỉ đăng trên một tờ báo mà tất cả những tờ báo từ địa phương, từ cái thành phố làng mạc cho đến những tờ báo lớn nhất. Trước đây nó đâu có được nhiều như vậy mà đã có bao nhiêu người cho là như vậy quý vị. Một cái điểm quan trọng nhất là có nhiều người không biết lắm. Thì tôi gửi đến quý vị một cái thống kê kế tiếp nữa. Nó cũng vô cùng quan trọng quý vị. Đây là cái thống kê mà đã được YouGov, họ đã làm cái thống kê này năm 2018. Đây quý vị. Cái câu hỏi là gì? Quý vị có nghĩ rằng nó làm vào cái tội hình sự hay không phải là một tội hình sự khi mà một ứng cử viên ra tranh cử trả cho một người nào đó một số tiền để mà họ im lặng về một cái vấn đề mà ảnh hưởng đến cuộc bầu cử? Quý vị, tôi lặp lại. Quý vị có nghĩ rằng một người nào đó trả tiền để mà bịt miệng một người nào đó, bởi vì nếu không á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử, kết quả của cuộc bầu cử. Quý vị nghĩ đó là một tội phạm hay không? Đây quý vị nhìn thấy rõ ràng. 56% nói đó là một tội phạm quý vị. Chỉ có 20% nói không phải. Quý vị, 25% không biết. Con số này khá lớn nha quý vị. Bây giờ họ sẽ biết. Ít nhất họ không biết ở đây có nghĩa có gì, họ không biết gì về vụ án, họ không biết gì về tiền bịt miệng, họ không hiểu gì hết. Bây giờ không nhiều thì ít, họ sẽ biết Trump đã ăn nằm với Stormy Daniels trong một đêm thôi quý vị, chứ không phải là vấn đề tình cảm mà là vấn đề xác thịt của một người. Tôi không nghĩ rằng, đúng quý vị, 25% không biết, nó sure. Vụ án này kéo dài tới 8 tuần, tới 6 tuần quý vị. Và ngày nào họ cũng sẽ nghe. Trong 6 tuần đó, tôi cam đoan quý vị, trong 3 tuần, nếu mà nó xảy ra 6 tuần, đều nghe
Stormy Daniels McDougal. Hai người đàn bà này không phải là hai người đàn bà gặp để mà yêu đúng không quý vị? Để mà thương trong cái tình cảm. Dù rằng ông ta ngoại tình đi nữa, nhưng mà hai người đàn bà này là hai người đàn bà không ra gì hết. 25% chưa biết câu chuyện. Nhưng những người biết chuyện chỉ có 20% cho nó không phải là một cái tội phạm thôi quý vị. Quý vị biết ngay cả những người của Đảng Cộng Hòa đã có 37% rồi cho nó là một tội phạm quý vị. 37%. Thì quý vị thấy rõ ràng tại sao cái vụ án này nó ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử. Thì quý vị đã thấy những con số đó rồi. Nếu quý vị, tôi có post cái link của cái bài báo này, của cái thống kê này, để cho quý vị kiểm chứng. Bây giờ chúng ta trở lại với cái những cái tin tức mới nha quý vị. Để coi có gì mới không nha. Đây không có gì update mới đâu. Vẫn còn hai bên, bây giờ hai bên luật sư biện hộ và luật sư truy tố bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho những bồi thẩm đoàn tương lai. Đâu quý vị? Thì bây giờ họ đang nói chuyện với cái nhóm bồi thẩm đoàn. Đó vị. Nói những cái điều cần phải nói. Thật sự nó không có, tôi không thấy cái điểm gì nó quan trọng đây, để tôi coi lại nha. Bây giờ thì và quý vị, 18 người bồi thẩm viên tương lai họ bây giờ đang ngồi trên những cái ghế của bồi thẩm viên và họ sẽ bị hỏi cho 30 phút. Đây là những người sau khi loại một số những người rồi đó. Thì những người này đang ngồi ở trên những cái ghế của bồi thẩm đoàn. Và người luật sư đầu tiên, là ông luật sư của bên công tố viên, đó là ông Joshua Steinglass. Sau khi mà ông Merchant đã giải thích những cái luật lệ và những luật sư có quyền phản đối khi mà luật sư khác nói bên đối ngược của mình, nói những cái điều gì mình nghe không đúng khi mà đến tai những bồi thẩm viên tương lai đó, thì có quyền phản đối. Cho nên người đầu tiên nói là ông Joshua Steinglass. Ông này là một người của bên công tố viên. Ông bắt đầu nói rằng ông muốn những người bồi thẩm viên tương lai này sẽ phải thành thật. Ông đang tìm những người công tố viên công bằng cho cả hai bên. Ông nói nguyên văn như thế này: chúng tôi cần những bồi thẩm viên mà có thể dẹp qua những cái cảm giác mạnh mẽ của họ. Họ có thể có một cái đường này hay con đường khác. Cái quyết định này hay cái quyết định trái ngược tập trung vào những cái bằng chứng.
Và trường hợp này, vụ án này không phải một vụ án liên hệ đến vấn đề chính trị. Đó. Và ông nói thêm rằng, tôi nghĩ rằng cái công việc của một bồi thẩm viên, như là thẩm phán đã nói ngày hôm qua, là để hiểu sự thật là gì. Và tôi tin rằng cái niềm tin về chính trị nó không có để đặt vào trong cái vấn đề này. Đâu vậy? Ông Steinglass hỏi cái người đàn bà là cái cảm giác như thế nào, thì đó là cái lời trả lời của người đàn bà nha. Khi hỏi ông nói người đàn bà trong cái nhóm của những tương lai bồi thẩm viên đó, thì khi ông Steinglass hỏi rằng là cái cảm giác của bà như thế nào khi mà bà ngồi trong cái nhóm bồi thẩm đoàn, thì bà nói rằng tôi nghĩ là cái việc làm của bồi thẩm đoàn, như là thẩm phán đã nói ngày hôm qua, là chúng ta phải hiểu được cái sự thật là gì và chúng ta dẹp bỏ những cái niềm tin về chính trị của chúng ta. Tôi xin đính chính lại là như vậy. Vâng, thì thưa vị, nó là như vậy. Thì thật sự như ngày hôm nay tôi nói, nó không có gì hấp dẫn cả. Thì chúng ta đang chờ đợi, và đương nhiên là cuối ngày chúng ta sẽ biết rằng có bao nhiêu người được lừa, và có bao nhiêu người coi như là sẽ được mời vào tiếp, để mà tiếp tục lừa cho đến khi mà có được 12 người. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa có người nào hết nha quý vị. Vâng, thì bây giờ tôi xin đúc kết chương trình để chúng ta chia tay, bởi vì những cái tin tức sắp tới đây nó không có gọi là quan trọng gì lắm. Thì tôi kết thúc như thế này, thưa quý vị. Cái tin vui là Ukraine sẽ có viện trợ. Tin vui lắm quý vị. Cái tin thứ hai mà tôi muốn gửi đến quý vị đó là vấn đề cuộc sống tình dục của ông Trump, mà người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Melania Trump, sẽ bị phơi bày ra, dù rằng đây là một cái vụ án không phải là vấn đề tình dục, nhưng mà không tránh được quý vị. Không thể tránh được. Bởi vì Access Hollywood, Videotape sẽ được trình bày lập tới lập lui. Nhân chứng là những người ông Trump đã có liên hệ phần trong vấn đề tình dục. Và cái bằng chứng cuối cùng tôi đưa cho quý vị thấy rằng chỉ cần ra tòa thôi, chưa cần bắt buộc phải bị kết tội, người dân Mỹ đã có cái phản ứng 78% cho rằng ông Trump là sai quý vị. Và trong số đó có 25% không biết gì về vụ này cả, không hiểu rõ vụ này như thế nào. Cho nên kết luận của tôi rằng ngày hôm nay tôi tin 99% là Trump sẽ bị kết tội. Ước gì tôi nói 99.99% quý vị. Tôi dám kết luận là đây 99%. Đương nhiên, trong đó nó cũng có ảnh hưởng của một bồi thẩm viên. Thì tôi hy vọng rằng trong cái sự lựa chọn này, chúng ta không có kẻ nào MAGA một cách mù quáng. Tôi chấp luôn MAGA quý vị, nhưng mà đừng có MAGA một cái kiểu mà coi ông Trump là do Thượng Đế gửi xuống để cứu nước Mỹ. Còn MAGA khác đều có thể bị công tố viên thay đổi cái suy nghĩ của họ. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Bây giờ thì tôi cảm thấy rằng mọi người rất là im lặng. Không biết quý vị đang ngủ hay đang lắng nghe. Đừng có giống như ông Trump nha quý vị. Trump cũng ngủ nữa ngày hôm nay đó. Vâng.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Bây giờ thì tôi không thấy những cái câu hỏi. Quý vị thấy những câu hỏi gì làm ơn cho tôi biết. Lúc này thì Maga vô rất nhiều nha quý vị. Thì tôi có Hải Đảo với lại anh Đức Hà với Vân Nga bảo vệ quý vị, bảo vệ diễn đàn. Cảm ơn ba vị rất là nhiều ha. Thì bây giờ tôi xin hôm nay tôi không có bỏ phiếu gì hết. Nhưng mà tại vì chương trình nó live với quý vị bỏ phiếu không biết nói cái gì, không biết hỏi cái gì. Thì bây giờ cái tên là Lê bị xóa cái gì vậy Tina? Dạ có nhiều người bị xóa tôi không biết tại sao vì tôi đang điều tra đó. Mà tự nhiên cái bây giờ tự nhiên nhìn lên cái message nó biến đâu mất hết trơn. Đó không? Message từ hồi sáng tới bây giờ. Từ hồi tối qua tới giờ bao nhiêu cái message trước mặt tôi nó biến mất hết quý vị. Nó không còn nữa. Chỉ có cái message mà quý vị ghi từ 9:40 tới giờ thì tôi mới thấy thôi. Còn trước đó tôi không thấy nữa. Quý vị, tôi khổ là như vậy đó. Cảm ơn quý vị đến với chương trình nha. Nhớ bấm like cũng như là quý vị nào mới vào nghe những gì tôi nói nó những cái lý lẽ của tôi nó dựa trên sự thật. Và quý vị cảm thấy nó có lý, quý vị nhớ bấm like và tốt hơn nữa là subscribe. Chúng ta đang mong đợi nó lên đến 20.000 quý vị. Lâu quá nó chưa có lên 20.000. Nhưng mà từ từ sẽ lên đúng không? Và bây giờ thì tôi đưa ra tất cả những điều mà quý vị cần biết mà tôi không thấy quý vị thắc mắc gì hết. Anh Kenny Ngô hỏi tôi cái gì? Anh hỏi tôi cái gì? Anh có thể lặp lại không? Không có mua cổ phiếu à, anh chắc người bạn này nhắc khéo cổ phiếu của Trump Media. Oh my God. Cảm ơn ai đây nhắc tôi đây. Chị Linh như tôi nói đó, cái đó cái lựa chọn bồi thẩm đoàn đó nó không có ăn thua cái sự điều tra. Giờ có len lỏi vào thì luật sư của bên công tố viên phải tìm cách khám phá ra đó, thì nó cũng ngược lại, cũng có những người của đảng dân chủ họ thật sự là đảng dân chủ nhưng mà họ không nói họ là dân chủ. Thì bên Trump, tôi quên nói, chị Linh nhắc tôi mới nhớ là Trump thú vị thuê cả một cái ban cố vấn để mà tìm bồi thẩm viên đó quý vị, mà có lợi cho ông ta, bỏ tiền ra để mà tiếp sức với luật sư của ông Trump để mà cho họ biết. Họ không có quyền hỏi nhưng mà họ có quyền đưa những cái câu hỏi cho luật sư của Trump. Nhưng mà như tôi nói quý vị, hai bên đều có cái lợi và cái hại của bồi thẩm đoàn cả, cho nên chúng ta không có nên cho rằng ồ ma gà nó len lỏi vào, có gì đâu quan trọng. Len lỏi vào thì nhiệm vụ của Alvin Bragg phải khám phá ra và loại họ ra, đơn giản vậy thôi. Và bên dân chủ, bên ngược lại, bên ông Trump cũng vậy, nếu một người nào giả dạng dân chủ vô thì phải khám phá ra đúng không? Nhưng mà bên dân chủ có một cái lợi thế, đó là gì? Tất cả những vụ án quý vị mà ông Trump đã trải qua tại New York, ông Trump đều thua cả quý vị. Từ vụ University đến vụ gọi là phỉ báng bà Carol, đến vụ của bà James, đúng không quý vị? Thua hết. Tại sao? Chính chúng ta có cái lợi thế của bồi thẩm đoàn, đó là điều Trump sợ hãi nhất. Đó là lý do tại sao Trump phải có mặt trong cái lúc lựa chọn bồi thẩm viên đó quý vị. Bởi Trump có nói mà, dẹp vụ án này ở Manhattan đi, bởi vì đây là đây nơi là cử tri bỏ phiếu cho Biden 70%. Cho nên bên nào, bên
dân chủ có cái lợi thế nhiều hơn. Nhưng mà như tôi nói quý vị, cái điều đây á là như hồi nãy ông Steinglass cũng có nói, hãy dẹp bỏ vấn đề chính trị. Quý vị hãy nghe những cái bằng chứng của hai bên đưa ra rồi quý vị kết luận. Chúng ta nên nghĩ như vậy đi quý vị. Thì chúng ta sẽ yên tâm và công lý nó sẽ phục vụ thôi. Và tôi có nhấn mạnh rằng quý vị đừng có gọi là khóa ư người nào mà tin tưởng rằng Trump là thượng đế đó quý vị sẽ bị loại liền. Tôi nói thật quý vị, không có giấu được đâu. Chỉ có những người đó mới đáng sợ thôi. Bây giờ tôi chấp một người MAGA gọi là tin rằng ông Trump vô tội, tin rằng ông Trump không có làm những cái điều này. Ngồi đó đi rồi nghe. Nghe sẽ thay đổi ý kiến. Và điều này nó đã xảy ra quá nhiều những phiên tòa quý vị. Những phiên tòa bạo loạn ngày 6 tháng 1, những cái tội phạm mà đã tạo ra cái cuộc nổi dậy. Có người nào thoát được không vậy? Có người nào được tha bổng không? Đúng không? Rồi nhất là những phiên tòa của ông Trump gần đây xảy ra tại New York hết. Chúng ta có thể nói, ồ, những phiên tòa mà bạo loạn xảy ra ở Washington DC nó khác, điều đó tôi thừa nhận như vậy. Nhưng mà tất cả những phiên tòa xảy ra tại New York, tôi chưa kể những phiên tòa trước đây khi mà Fred Trump, tức là cha của ông Trump, và Donald Trump vi phạm những cái luật khác, chẳng hạn như là kỳ thị chủng tộc, không cho người ta thuê apartment khi nói là cái apartment đã đầy người rồi, trong khi đó thật sự trống và người ta đã giả dạng vào đó và người ta đã biết ra những điều đó và Trump bị phạt. Bởi vì cho nên Trump là rất là nhờ New York mà gia đình Trump mới bóc lột, mới giàu có được. Nhưng mà bây giờ New York đã nhận ra rồi, tên này chỉ bôi nhọ, gia đình của Trump chỉ bôi nhọ cho thành phố New York, cho nên Trump chuyển xuống Florida để mà đụng độ MAGA khác. Thưa quý vị, nó là như vậy. Cho nên quý vị hãy để cho luật pháp nó tiến hành đi, là không có quan tâm vấn đề ma gà lọt vô. Bởi vì chúng ta nói như vậy đó thì bên kia nó cũng nói, ô, dân chủ lọt vô. Bây giờ thì cái stock của Trump ngày hôm nay quý vị biết Trump mất bao nhiêu tiền không? 240 triệu, xuống thêm 11% nữa, chỉ còn có 23 đồng 54 sen quý vị. Đó, đây là cái điều tôi cũng vui lắm. Hôm nay có nhiều tin vui, nó từ từ nó tụt xuống. Một đồng tôi cũng không mua nữa. Và quý vị biết á, short sale á, đây là một cái từ trong cái vấn đề buôn bán nha quý vị. Short sale có nghĩa là sao? Mình như ngày hôm nay tôi đoán nha. Bây giờ stock là 20 đồng, tôi đoán ngày mai nó xuống 18 đồng. À, thì nếu mà nó xuống 18 đồng á, thì tôi mua 1.000 share, tôi sẽ có 2.000 đồng. Và nếu mà tôi nó lên 2 đồng á, tôi sẽ mất 2.000. Nó gọi là short sale, là tôi đoán cái giá nó xuống. Thường thường người ta mua stock đáng đoán giá nó lên, short sale là bán nó giá nó xuống. Nhưng mà muốn short sale thì phải có những cái stock để cho mình mượn đó quý vị, mình mượn cái giá tiền đó, cái giá tiền nó đang làm như vậy, mình mượn cái tiền đó. Nhưng mà chẳng có cái stock nào để cho mình mượn hết đó quý vị. Cái này nó hơi phức tạp nhưng mà tôi nói sơ sơ đó, tức là bây giờ quý vị có 1.000 share, nó đang là giá 20 đồng, tôi có thể mượn cái stock của quý vị với giá là 20 đồng. À, tôi mua, tôi mượn chứ không phải là tôi mua, tôi mượn. Ngày mai nó lên 2 đồng thì tôi phải trả quý vị 1.000 share, nó lên 2 đồng tôi phải trả quý vị 2.000. Ngày mai nó xuống thì tôi được hưởng 2.000. Đâu, tôi xin lỗi, tôi không phải trả quý vị mà tôi trả cho cái tiền stock đó. Cái tiền mà tôi mượn nó có thể không phải là của quý vị mà của những người chuyên về thị trường chứng khoán, những người mà gọi là broker. Và quý vị không có cái stock nào mà để cho mình mượn được hết. Nói thật quý vị, tôi cũng muốn đi kiếm đi mượn lắm mà không có mượn ra được quý vị. Nếu mà tôi mượn được ngày hôm nay tôi giàu biết bao nhiêu đúng không quý vị? Nhưng mà rất tiếc là không có cái stock nào để cho mình mượn. Mình mượn để mình giữ đó nha quý vị, giữ đó, xuống là mình hưởng, lên đó là mình thua. Nhưng mà mình không mua cái stock đó, mua cái stock đó là khác.
Bởi vì mình mua cái stock đó đó là quý vị biết là coi như nó lên xuống, mình giữ nó, cái giá nó là như vậy đó. Cái trong cái lúc mà thời gian biến động, cái giá của nó vẫn giữ như vậy cho đến cuối ngày tính ra. Mà không có cái stock nào để mượn hết quý vị. Khổ là như vậy. Mà bây giờ nó còn tiếp tục xuống nữa. À, quý vị nhìn thấy rõ ràng đúng không? Đó, quý vị nhìn thấy bây giờ đó, để tôi refresh cái này. Nhìn thấy. Trời ơi, còn có 3 tỷ 2, để coi Trump còn bao nhiêu tiền nha quý vị. Ngày nào, stock của tôi không có coi, mà tôi đi coi stock của Trump không là quý vị biết tôi cũng bị bệnh hơi nặng nha quý vị. Đúng không? À, stock của tôi cũng có chút đỉnh thôi, chứ tôi làm gì có tiền nhiều để mà đầu tư quý vị, mà cũng không có mua bán gì để đó thôi. Mà tôi không thèm coi. Trời ơi, dưới 2 triệu, 2 tỷ quý vị. Cách đây 27 tây tháng 3 tôi nhớ hoài cái ngày này. Đó, 27 tây tháng 3 đến giờ chưa đầy 3 tuần. Mà Trump từ 4 tỷ rưỡi quý vị, mà còn có 1 tỷ 9, mất 2 tỷ 6. Gần 60%. Còn mất dài dài. Thật sự mà cái này mà nó cho short sale đấy nha quý vị. Quý vị cho short sale á thì là nó còn xuống nữa. Và khi mà Trump bán đó, thì nó còn hết giá trị luôn. Nó là như vậy. Vâng. À, đúng vậy đó anh Vĩnh Đàm, đúng vậy. Có nhiều khi chúng ta không nên, bởi vì ai cũng vậy, có tự ái thì có, tôi cũng vậy, tôi có bạn bè đó, nếu mà họ đừng có ngoan cố, họ đừng có chửi tôi, hay họ đừng có binh vực Trump một cách gọi là điên cuồng, thì tôi không bao giờ nói đến đó quý vị. Tôi không bao giờ nói đến đó. Khi mà tôi ra ngoài đường tôi không có nói chuyện chính trị. Anh chị em cũng vậy. Bởi vì chúng tôi gia đình cũng chia làm 50-50 đó quý vị. 7 anh em, 50-50. Cho nên không có nói chuyện chính trị. Bạn bè cũng vậy. Bởi vì mình biết bây giờ nước Mỹ nó bị phân hóa rất nhiều. Người Việt Nam mình bị phân hóa còn mạnh hơn người Mỹ nữa đó quý vị. Những người mà theo dõi chính trị đó, mạnh lắm. Mù quáng lắm quý vị. Quá xa. À. Đó anh Việt Khủng Hoảng tôi mới nói anh đó là không có thể nào mà bán giảm giá được. À, cái vụ đó chưa chưa nghe nói đến anh Kenigo 20 tuần tới thì anh chúng ta sẽ nghe nói đến. Tuần tới sẽ có một cái cuộc bàn thảo trước mặt ông thẩm phán Engoron về cái tiền này. Đó là cái tin cũ, tin mới sẽ đưa ra. À. Đúng vậy đó, đúng vậy đó anh Việt Hùng Hoàng, nhưng mà không có cái stock nào để cho anh mượn hết. À đúng vậy đó Hải Đạo. Hồi xưa tôi lầm lẫn tôi cũng mua tầm bậy tầm bạ. Bây giờ tôi già rồi khôn rồi. Cứ để đó quý vị, có lúc nó xuống 20%. Bây giờ tôi lấy vốn mà có lời nữa. Chứ còn nếu mà lộn xộn khủng hoảng mà bán tầm bậy tầm bạ là giờ này chắc cũng ôm đầu khóc thôi. Dũng vợ nói à, xem like chứ không phải ma gà. Tôi ma gà cứ vô nghe, đừng có chat bậy bạ thôi, chứ còn ma gà đều welcome hết. Anh Kenigo tôi có nói rồi, Trump và luật sư hai bên họ đồng ý một cái bồi thẩm đoàn nào thì người đó, hai bên đồng ý thì người đó sẽ trở thành bồi thẩm đoàn, bồi thẩm viên. Còn họ một bên không đồng ý thì họ sẽ nói lý do tại sao tôi không đồng ý. Đó, rồi trình bày cho ông Merchant. À, phải một người khi mà phỏng vấn hai bên phải đồng ý quý vị thì mới trở thành bồi thẩm viên. À, anh Tommy Phạm, tối cao pháp viện rất bên Trump, tại sao tối cao pháp viện không cho stop được? Bởi vì Trump không có quyền kiện. Đây là vụ án của tiểu bang. Đó,
Không những Trump không có quyền kiện, mà khi Trump nó có lỡ lên làm tổng thống cũng không có quyền tự ân xá mình. Đó, cho nên nó là như vậy. Không có quyền can thiệp, không có cái quyền miễn trừ. Bởi vì cái vụ này nó xảy ra 2015, khi mà Trump bắt đầu ra tranh cử tổng thống. Đó, những cái check mà Trump ký có những cái trước đó, cái nó là những cái check mà nó xảy ra trước vụ bầu cử. Đó. Ồ vậy đây, vào Liêm Vương theo dõi kỹ quá ha. Còn tôi không biết chuyện đó nha. Để tôi xác định coi thử coi Liêm Vương nó đúng hay sai nha. À, tại, chắc chắn là đúng rồi. Tại vì nói cái này là tôi nghĩ chắc đúng rồi nha. Để tôi cái này mới chắc mới xảy ra đây thôi. Hôm qua tôi có vô tôi coi mà không thấy cái tin tức này. Để tôi xác nhận lại. Tôi không thấy nha. Quý xin hỏi là Liêm Vương có thể cho tôi biết là tin tức nó lấy ở đâu không? Tôi không thấy. Tôi không thấy cái tin tức đó. Mà tôi không thấy, tôi không tin nha quý vị. Nếu mà có đây đây đây. À, đây là tin tức mới. Đúng rồi, nhưng mà nó không có, cũng không phải là đúng đúng đúng, cảm ơn Liêm Vương. Đúng đúng. À đúng đúng, à, cảm ơn rất nhiều, tin tức này cách đây 11 tiếng đồng hồ. Đó. Thì ông Trump bây giờ cái vụ mà cái công ty mà cờ cá ngựa đặc biệt đó nó bị bể rồi. Chuyện này xảy ra tối hôm qua quý vị. À, thì nó cho thấy rằng đó là ông Trump đã dùng cái tiền đầu tư của ông ta trong George Schwab. À, ở đó ông ta có hơn 175 triệu. À, và cuối cùng cái số tiền ông ta phải bỏ ra 175 triệu 304 ngàn 075 đồng 95 sen. À, tôi xin lặp lại nha, rõ ràng hơn nha, càng đọc thì nó càng rõ ràng hơn là trong cái đó đó, cái tiền đó đó là cái này chưa chấm dứt nha Liêm Vương, bởi vì cái tiền đó 175 triệu đó mà ông dùng trong Charles Schwab á là hứa hẹn là sẽ trao cho cái công ty này nếu mà có chuyện gì đó. Tức là như thế này, quý vị nhớ khi mà cái công ty Nike này họ nói đó là ông Trump trả họ 80% tiền mặt, 20% tiền gì đó, tiền tiền gọi là liquid, tức là những tiền bond, những tiền ông ta có cổ phiếu và mật. Nhưng mà bây giờ nó xác nhận rõ ràng là cái tiền 175 triệu đó là cái công ty Charles Schwab, là một công ty tài chính, họ hứa với lại cái công ty bảo hiểm đặc biệt cờ cá ngựa, nay là cờ cá ngựa đó quý vị, là con ngựa của, xin lỗi, phải cờ cá ngựa nó là lộn, nó là cái con cờ mà đánh trong cờ tướng đó. À, thì cái công ty này đó, tôi gọi nó là công ty bảo hiểm đặc biệt đi nha quý vị, cho nó dễ nhớ. Thì cái công ty này được Charles Schwab hứa hẹn là sẽ dùng 75 triệu của ông Trump để mà bảo đảm cho cái công ty Casey. Có nghĩa là sao? Vì Trump bỏ ra cái số tiền đó giao cho, nhưng mà cái công ty vẫn là cái công ty bảo hiểm, đúng không Liêm Vương? Tôi chia sẻ vậy, biết là Liêm Vương đồng ý không? Theo tôi đọc tôi hiểu nó là như vậy. Okay. Tức là vụ này vẫn chưa có xong xuôi. Đó, nó là như vậy. Và tôi sẽ đọc thêm và gửi đến vị chương trình ngày mai nha.
À, bây giờ chúng ta trở lại, rồi sóc trăm còn xuống nữa quý vị. À, từ quý vị không, những cái stock á, để tôi giải thích nói chuyện stock chút cho vui nha quý vị. Chẳng hạn như giờ quý vị mua những cái stock á, có những stock họ sẽ định giá là rất là nguy hiểm, gọi là ở tiếng Anh nó có cái từ gọi là high risk high pay. Anh mua cái nguy hiểm thì anh sẽ được tiền lời cao hay anh mất hết, đại khái nó là như vậy. Người cho người thấy một công ty nào đó nó làm ăn lỗ lã, nhưng mà trong tương lai 1 đồng mình bỏ vô nó có thể lên 10 đồng bỏ vô, thì high risk high pay, đúng không em? Nhưng mà high risk tức là có nghĩa nguy hiểm thì mất tiền. Nhưng mà quý vị, nhưng mà cái công ty nó phải có một cái tương lai gì đó. Còn tương lai của Trump có gì đó quý vị? Không có một cái tương lai gì hết. Chỉ có Trump là toàn quyền, muốn làm gì làm thôi quý vị. Quý vị vào thử, quý vị post cái gì bậy bạ mà Trump không thích, xin lỗi, cái gì mà Trump cho rằng bậy bạ, quý vị bị xóa liền. Trời ơi, công ty 1 năm trời mà thâu vô có 4 triệu tư mà lỗ tới 60 triệu thì quý vị thấy. Cho nên không có lý do gì hết để mà công ty này tồn tại, dù Trump có lên làm tổng thống đi nữa đi quý vị. Có gì thay đổi đâu, không có làm ra tiền, trước sau cũng chết. À, và bây giờ thì tôi đã chấm dứt nha quý vị. Không biết quý vị à, 50 50 là sao tôi. Cái tiền mà Trump dùng cho swap để dùng để mà holding cái cắt, không phải, không có dùng cái stock, không được dùng stock đâu Liêm Vương. Ông ta dùng tiền của ông ta đó. Ok. À, trong đó nó có thể có tiền mặt hay là có thể có những cái cổ phần, chứ không phải là, bởi vì ông ta chưa được phép sử dụng cái DJT, dù rằng để mà làm tiền để mà đặt cọc cũng không được luôn. Stock của Trump còn tệ hơn VinFast nữa. Ok, tôi nói như vậy, VinFast tôi biết rất là tệ, cũng là xảo trá thôi. Nhưng mà ít nhất á, à, nó còn có sản phẩm, đúng không? Đó, tôi nói đó, hai cái stock mà nó gọi là meme stock là của cái gì? Là GameStop với là AMC, ít nhất họ có tiệm, có buôn bán, có theater. Rồi bây giờ tôi xin gửi đến việc những cái update cuối cùng nha, để rồi chúng ta chia tay nha quý vị. Bây giờ tòa án đang nghỉ rồi. Wow, ông style class đó, trước khi mà tòa nghỉ đó quý vị. Thì ông style class, ông nói, ông hỏi những cái người mà có thể trở thành bồi thẩm viên đó. Ông nói, nghĩ đi, nghĩ về cái điều mà quý vị có thể nhìn thẳng vào con mắt của ông Trump và cho rằng ông ta là kẻ có tội. Nếu mà chúng tôi chứng minh được những gì quý vị nói, nó không có một cái sự nghi ngờ gì cả. Những gì quý vị tuyên bố, quý vị có dám nhìn thẳng vào mặt ông Trump hay không? Và wow, ông này hỏi câu đó rất là hay quý vị. Có can đảm hay không? Hãy tự hỏi mình có can đảm hay không? Bởi vì rất nhiều người sợ Trump. Có những người coi Trump là Chúa Giêsu, có những người coi Trump là một cái ông thần tượng giàu có tiền bạc. Có những người coi Trump là đang bị đảng Dân Chủ Biden gọi là bức mà áp bức quý vị. Đó, cái câu hỏi của ông Style Class, quý vị có dám nhìn thẳng vào mặt ông Trump khi mà quý vị tuyên bố ông ta có tội không? Thì những người nào mà nói yes đó là Trump, nhìn Trump lắc đầu quý vị. À. Và bây giờ khi mà trở lại đó, thì đến phiên luật sư của ông Trump sẽ đưa ra những câu hỏi cho bồi thẩm đoàn đó quý vị. Và
Tôi xin nhắc quý vị là tôi đã theo dõi 4-5 trang web để gửi đến quý vị chương trình ngày hôm nay: The New York Times, The CNN, Guardian và MSNBC. Và quý vị, một số quý vị thông cảm rằng tôi không có chuẩn bị, tôi đọc sao, tôi lấy vậy cho nên nhiều khi tôi bị ấp úng là như vậy quý vị. Không có nghĩ ra tiếng Việt nó là cái gì. Cho nên có những cái trở ngại, nhất là sáng sớm. À, cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Và bây giờ thì ngôn từ Hồ Tuấn Kiệt là ai tôi không biết. Đúng vậy, Liêm Vương, có thể tôi không biết cái chuyện họ có hay không. Rồi. Bây giờ tôi xin chào tạm biệt quý vị nha, tôi trở lại đi làm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta đã ở đây phải nói rằng hơn 1 tiếng 20 phút. Và hy vọng rằng quý vị suy nghĩ về cái đề tài tôi nói nha quý vị. Nó rất là thấm thía đó. Nó rất là quan trọng, cho nên tôi dành cho chương trình hôm nay là cái phiên tòa này ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc bầu cử đó quý vị. Dù Trump có bị kết tội hay không kết tội. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Xin chúc quý vị một ngày, một đêm, một buổi chiều rất là vui vẻ, ngủ ngon hay là thức, nhưng mà vui vẻ nha quý vị. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.